thì sau 3-4 tiếng di chuyển, bây giờ con đã có mặt tại thị trấn Cái Nước rồi nha cả nhà. Thì ngày hôm nay là tụi con có một cái chương trình trung thu nho nhỏ dành cho các bé tại thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Thì cái địa điểm mà phát quà ngày hôm nay sẽ là Ủy ban Nhân dân của thị trấn Cái Nước. Thì thông qua chương trình này con cũng cảm ơn, thay mặt cho các bé con cũng cảm ơn thứ nhất là cô Minh Xu Ái đã tặng cho các bé 100 cái bánh trung thu, và bố Tám Sai cũng như là chị Quỳnh Như tặng cho các bé 100 cái lồng đèn và 200 hộp sữa, còn mẹ Thủy Cuộc Sống Đời Thường thì tặng cho các bé là 200 quyển vở và 200 cây viết. Bây giờ con mời quý cô chú khán giả cùng tham gia cái ngày trung thu nho nhỏ tại tỉnh Cà Mau ngày hôm nay nha cả nhà. Có vài bé tới rồi nè, bây giờ mình di chuyển đi trong nha. Đó, rồi cái thùng bự là có quà con vô sẵn á, một bịch á. Và trong thùng đỏ là có con vô sẵn một bịch như thế này á, là một trăm trong này là lồng đèn nè, đèn với quà trong này. Còn ở trong đây á là quà riêng của má Tư dành cho mấy bé nha các nhà. Đó, bây giờ mình sẽ xuống đồ để mà mình bắt đầu chương trình nha. Chào cả nhà, bây giờ con đã di dời đồ xong hết lên này cả nhà. Đây, nhờ camera xích lại gần nha cho quý cô chú xem. Đây là hộp bánh trung thu mà cô Minh Xu Ái gửi cho các bé. Đó, hộp bánh trung thu hình thỏ rất là dễ thương luôn nha cả nhà. Trong mỗi hộp như vậy là con có để là một chiếc bánh. Đây. Còn ở đây là bên cạnh đó là sẽ tặng cho các bé là hai quyển tập và hai cây viết. Ở đây tụi con cũng đã vô xong hết rồi nè. Đó, tụi con để trong bịch như thế này. Một lát nữa các bé đi ngay là sẽ cầm bịch đó. Đây. Tập với lại viết là của mẹ Thủy Cuộc Sống Đời Thường. Còn bánh 100 cái bánh trung thu là của cô Minh Xu Ái. Đây cả nhà, bên cạnh ở đây là con có lồng đèn. Lồng đèn này là của bố Tám với chị Huỳnh Như tài trợ nha. Đó, dễ thương không? Có đèn luôn. Rồi, đây là phần sữa của bố Tám và chị Huỳnh Như luôn. Đó, là mỗi bé sẽ được 2 hộp sữa. Đó, mỗi bé sẽ như vậy là sẽ được 2 hộp sữa về nha. Rồi, bên này là phần quà của má Tư. Đó, hôm gia tham gia ngày hôm nay là nhờ sự kết nối từ má Tư nè cả nhà. Đó. Không có xếp. Dạ. Những gì đó nó tới, mà nó không có quà thì nó buồn. Cho nên những đứa đó thì nó sẽ ít phần hơn cái bên quà của đội mê đét. Là mình phát ở đây là mình có phiếu đúng không má? Đúng rồi, đây là có phiếu hết. Còn mấy phần mấy bé mà nó không có phiếu thì má gửi cho nó phần quà này. Trời ơi, dễ thương quá à. Trời ơi, đèn này mà không đẹp thì đèn này quá trời luôn, hình con này con kia, trời ơi xinh lắm. Cái này giờ đèn này mới là đèn tuổi thơ nè. Đó. Bánh mình có bỏ đèn vô cho nó luôn. Đó, bánh luôn nha, rất là nhiều bánh trong này nha. Dễ thương lắm. Rồi, qua bên qua thay mặt đây các bé tới đông đúc của mình rồi đó. Cô chú ơi, 4 giờ rồi chuẩn bị phát quà nha. Con cũng xin cảm ơn thay mặt các bé và phụ huynh ở đây, con cũng xin cảm ơn đến cô Minh Xu Ái đã tặng 100 bánh trung thu, và con cũng xin cảm ơn bố Tám và chị Huỳnh Như đã tài trợ cho các bé ở đây là 100 chiếc lồng đèn và 200 hộp sữa, và cảm ơn mẹ Thủy Cuộc Sống Đời Thường đã tặng cho các bé là 200 quyển tập và 200 cây viết. Còn con với mấy anh em ngày hôm nay có mặt ở đây để thay mặt cho các cô chú, bố Tám, chị Như với mẹ. Tại vì mọi người công việc rất là bận cho nên là tụi con, những thanh niên sức trẻ ngày hôm nay sẽ ở đây để mà thay mặt cho các tấm lòng vàng gửi tặng cho các bé, để cho các bé ở thị trấn Cái Nước năm nay sẽ có một mùa trung thu thật là vui vẻ nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng theo dõi cái buổi gửi tặng quà cho các bé nha. Rồi các bé ơi, bây giờ mình tới giờ mình phát quà rồi. Thì đầu trước tiên là cô có vài lời để nói chuyện với các bé cũng như là thưa lại với quý phụ huynh.
thì ở trong một túi đỏ như thế này á, con có để sẵn cho cái bé là một cái bánh hoặc bánh trung thu như thế này. Bé có thích không? Thích. Rồi bên cạnh đó là con có để trong cái túi đỏ nữa là hai quyển tập với một cây viết như thế này. Thì ngày trung thu á thì con cũng mong đó là con cũng chỉ có một chút quà nhỏ để gửi tặng cho các bé, cho các bé có một cái không khí trung thu thật là vui vẻ. Con cũng cả đại diện cho hội tình nguyện VLS xin kính chúc cho các cha mẹ cũng như là các bé sẽ có một mùa trung thu thật là vui vẻ nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu phát quà. Thì các bé ơi, mình ổn định trật tự khi mà mình nghe chú đọc tên thì mình sẽ di chuyển từ hướng này lên, các bé nhận quà xuống đây rồi thì mình ra về luôn nha các bé. Rồi, cô chào con giới thiệu tên cho cô nghe đi. Con tên gì? Trần Thị Yến Như. Con mấy tuổi rồi? 8. 8 tuổi, hôm nay con học lớp mấy? Lớp 2A1. Hôm nay con đi đâu vậy? Dạ, con đi đồng đèn trung thu. Đồng đèn trung thu vui không? Thấy đồng đèn đẹp không? Nè, về mở nhạc nè. Con biết bài này không? Rồi, có muốn năm sau về nữa không? Rồi, vậy giờ con nhìn vô đây nè, con nói với ông Tám ơi nhớ về trung thu nữa nha. Ông Tám ơi nhớ về trung thu nữa nha. Rồi cô Như ơi nhớ về trung thu nữa nha. Cô Như nhớ về trung thu nữa nha. Rồi cô Thủy ơi nhớ về trung thu nữa nha. Cô Thủy ơi nhớ về trung thu nữa nha. Rồi. Rồi chào cô, chào khán giả nha, lên TV nha. Con tên gì? Con tên Quỳnh Kim Cúc. Con tên Quỳnh Kim Cúc hả? Bạn này tên gì? Con tên Quỳnh Xuân Thị. À, hai con là chị em ruột hả? Dạ. Rồi, hôm nay con nhận quà, con có vui không? Bé đứng qua đây nè. Con học lớp mấy rồi? Con biết quà này là của ai tặng không? Của ai? Với ai nữa? Tám Sang. Rồi con có muốn năm sau chú Tám với lại cô Như về đây nữa để tặng quà cho mấy đứa không? Rồi giờ con gửi lời cảm ơn cô chú đi. Tao hai con dơ lồng đèn lên rồi. Rồi bye bye đi. Bye bye. Chào chị khán giả, thì cả nhà cũng thấy hồi nãy rất là đông, bây giờ là mấy bé về gần hết rồi. Nói chung là bé nào cũng có quà vậy đó. Thì giờ còn mình có mình bé này chưa có quà nè cô chú ơi. Bây giờ là quà cũng gần hết rồi nha cả nhà đó. Bây giờ là còn một tớ các bé là không có tên trong danh sách, nhưng mà má Tư vẫn có chuẩn bị những cái phần quà nhỏ thôi, nó không có nhiều như là phần quà mà có danh sách rồi. Bây giờ chỉ có những cái phần quà mà như là kẹo bánh rồi một cái lồng đèn cũng không còn giấy, má Tư chuẩn bị cho mấy bé. Bây giờ ra nha.
đó, quà cũng quê rồi, bây giờ còn một ít nữa là có các bé mà không tới được, tại vì ngày hôm nay vẫn còn là ngày trong tuần và các bé vẫn còn đang đi học, là 5:30 chiều mấy bé mới xong, mới ra một số, chỉ có một số bé thôi. Bây giờ con sẽ giao những cái phần này lại cho bên má Tư để má Tư thay mặt người phát cho các bé mà những bé đang vắng mặt nha cô chú. Và con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Con cảm ơn cô Minh Soái, con cảm ơn bố Tám, con cảm ơn chị Huỳnh Như, cảm ơn mẹ Thủy Cuộc Sống Đời Thường. Và xin kính chúc tất cả quý vị khán giả cũng như là các cô chú thật là nhiều sức khỏe và bình an, thành công trong cuộc sống. Hy vọng rằng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bố con, cùng với họ Thường Nguyện BDS và anh em trong những cái hoạt động kế tiếp. Xin cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Rồi, cảm ơn bố, cảm ơn mẹ đã tạo nhiều điều kiện, cảm ơn ông Soái đã tạo điều kiện cho con ngày hôm nay có thể đứng được ở đây để mà trao quà cho các bé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.